Các bác ạ, đây nhé, nồi cơm điện là vừa về hôm qua cho bác nhé. Nồi 1 lít 8 này. Con này đi đi nhà xe thì cứ đóng này. Còn con nồi cơm điện này về đi bưu điện nên phải đóng như vậy cho bác. Hết cho bác nhé. Lại về được một con 1 lít nữa đây, hàng nguyên hộp. Và các bác là riêng đối với những dòng hàng nguyên hộp thì cứ đóng hàng thôi, không đợi được, kệ. Nên hàng nguyên hộp thì không ấy đâu, không còn cứ về là hết. Còn hàng thì báo cáo bác đây, đơn lên đi hết cho bác. Các bác cứ đợi đi, đơn lên hết đi cho bác rồi. Đây, đóng hết sẵn này, đóng sẵn hết cho các bác đây rồi. Đây này, các đơn sẵn hết cho bác rồi. Các bác cứ đợi nha, đợi để đóng hết rồi nha. Của bác làm những cái gì bác cứ đợi nha. Đây, tiếp tục B3 loại 10.900.000. B3 10.900.000 hôm nay lại tiếp tục nhé. Đấy, máy tính này, máy tính được bác. Hết sạch máy tính, bắt đầu đặt máy tính cứ đặt nhá, 5.900.000 bộ máy tính đấy. Cứ đặt tiếp đi, vẫn còn. Các bác cứ đợi nhá. Đây. Hôm nay về thì có 4 con máy tính lại đi nốt này. Con này 2 này. 3 này. 4 con máy tính lại hết. Đang nợ. Thôi em xin phép em dừng em vào trong kia nói chuyện với các bác nhé. Các bác biết đấy, nếu mà quay ở ngoài kia thì đóng hàng tiếng nó kêu nó ồn lắm. Em vào đây cho bác. Thì ngày hôm qua em có về được hai chiếc nồi Jisuhi hàng nguyên thùng cũng như dòng này. Nhưng dòng đấy là dòng nồi 1 lít 8 có mức giá là 6.900.000. Đã đi rồi, hết rồi. Mai kia lại về tiếp cho bác. Bác nào có nhu cầu cứ liên hệ với em Jisuhi. Hôm nay lại tiếp tục một con Jisuhi nữa, dòng này là nồi 1 lít. Nồi 1 lít ạ. À, dòng này có mức giá là 5.900.000, còn nguyên thùng xốp, hàng chưa sử dụng, còn mới nguyên thùng xốp bác nhé. Đối với dòng này thì báo cáo các bác là các bác mua cho tặng nó yên tâm. Cái thứ hai là, cái thứ nhất là hàng xịn là một phần, thứ hai là các bác mà mua hàng bãi thì nó sẽ rẻ hơn được khoảng độ hơn 1 triệu đến 2 triệu, nhưng nó sẽ không, thật ra đi cho đi tặng biếu ông bà bố mẹ hoặc là sếp thì nó không được hay. Đây. Đây là những con quyển, còn nguyên quyển hướng dẫn tablo bác nhé. Con này 5.900.000, nồi này báo cáo bác là nồi này là 1 lít. Hôm qua là nồi lít 8 là 6.900.000, nồi này 1 lít là 1. Đấy, nồi này 1 lít. Ok chưa ạ? Đấy. Bác nào cần hướng dẫn sử dụng thì hôm qua vợ em có làm một cái clip hướng dẫn sử dụng rồi đấy. Bác nào cần thì em gửi đường link cho và dùng cho dịch. Đây. Cái nắp này là nắp thông hơi của áp đây nhé bác nhé. Để đoán thế là xong. Đấy, ok chưa, nồi chưa một dùng một lần nào. Đấy, nồi còn mới nguyên Suhi, hàng của Nhật. Đấy, mời, bác nhìn chưa. Đấy, ok chưa, mới nguyên luôn, 5.900.000 bác nhá, còn nguyên thùng xốp chưa dùng một lần nào, 5.900.000. Đây, còn nguyên mã tên hàng đi, nó giá từ Nhật về đây, 5.900.000. Hiện tại nồi lít 8 hôm qua 2 chiếc hôm qua đã hết. Nhưng khoảng độ chiều mai, tối nay hoặc là chiều đến chiều mai là sẽ có. Bác nào lấy thì bác cứ đặt. Loại mồi nồi 1 lít 8 thì có mức giá là 6.900.000, còn nồi 1 lít này là 5.900.000. Mới nguyên bản, nguyên thùng. Nguyên thùng. Tất cả muôi cũng của Jisuhi hết nhé. Muôi cũng của hãng hết. Tất cả hàng Nhật Bản, chạy điện 100V nhé. Điện 100 bác nhé. 100. Tóm lại là hàng chưa dùng thì bác biết rồi, là nó còn mới nguyên rồi. Mới nguyên nhé. Chưa dùng mà. Chưa dùng, còn nguyên bài. Thiết kế và thiết kế của dòng nồi cơm này tại sao nó ngon như vậy thì cũng nói giới thiệu qua cho các bác. Vì đa số là các bác xem clip trước bác biết rồi, nhưng có một số bác là mới xem bác không biết. Nồi này, dòng nồi này là nấu theo kiểu nhiệt cung cấp từ bằng từ. Từ. Nó cấp nhiệt đều toàn thân. Tóm lại là nó cấp nhiệt toàn thân luôn. Nó cấp nhiệt đều xung quanh thân. Tại sao xung quanh thân? Có nghĩa là cái từ cái mâm mai so của nó làm hết này. Ở đây này, hết xung quanh dưới này và hết xung quanh trên thành lên đến đây luôn. Nên do vậy mà khi cái nồi này nó sôi là nó sôi đều tất cả từ trên xuống dưới, chứ nó không sôi từ dưới lên trên. Như những chiếc nồi nó làm bằng mâm than, nếu mà trừ những cái nồi mà cao tần ra thì không nói. Những cái nồi mà nấu cơm làm bằng mông than ở dưới lên thì nó sẽ nóng, nó nóng ở dưới trước và trên mặt trên này nó sẽ nóng ở dưới đáy này trước.
và bên trên này nó sẽ nóng sau, thì cái hạt gạo dưới đáy nó đã bị nở rồi, nhưng hạt gạo bên trên này nó chưa có gì cả. Đấy, ok chưa bác? Đấy, bếp thì báo cáo bác là nồi thì nồi mới rồi, nói rồi, đấy, nồi nguyên bản luôn, chưa dùng, chưa cắm điện một lần nào. Đây, còn sau đây em sẽ giới thiệu cho các bác một số cái chức năng. Cái chức năng này, mà cái chức năng này thì báo cáo các bác là bác nào cần thì gọi em luôn cho nó nhanh, bởi vì là cái chức năng này là đã có một clip là vợ em đã hướng dẫn rất là kỹ rồi, nó dễ. Để hoặc là trên các nhóm bác chỉ cần là hướng dẫn nấu nồi Jisuhi, cái là YouTube đã có hết rồi, nhiều người giới thiệu lắm rồi, chứ không nhất thiết phải em Tuấn nói thế cho nó nhanh. Nồi mới nguyên bản 5.900.000 bác nhá. Đấy, ở nồi cơm này thì các bác nào ăn cơm từ 4 đến 5 người, nếu như ăn ít nhà em bây giờ thì mỗi nhà mỗi người hơn bát thì có khi vẫn được 5-6 người. Thì bây giờ là ăn bây giờ nó không như ngày trước bác ạ, ngày trước thì ăn nhiều lắm, ăn bây giờ thì mỗi người chỉ bát đến 2 lưng bát. Đấy, do vậy mà nào có nhu cầu thì lên em. Đây, nồi mới nguyên bản luôn. Đấy, đây, chạy điện 100 bác nhé, chạy điện 100V. Nhà em thì ổ điện, nhà em thì có hai ổ điện, ổ ba chân này là 100V, ổ hai chân là 200V, 220. Đây, nhà em cứ cắm vào đây. Đấy, đấy, đây là báo nấu cơm nhé. Báo cáo bác nhé, các bác chỉ cần cắm điện này, cái nguồn điện này bác nó duy trì, cái điện 100V duy trì nguyên. Bác thả cơm gạo bác chỉ ấn đúng nồi này thôi, ấn này nó sẽ báo là 60 phút, nấu 60 phút, các bác có thể nấu nhanh hơn, các bác có thể chọn cái chế độ nấu nhanh hơn. Đấy, thời gian có thể xuống 40 phút cũng nấu được, mà 35, 40 hoặc 45 phút cũng được. Còn bình thường nó mặc định là nấu 60 phút cho nó ngon, cơm thì quỷ. Riêng nồi cơm Nhật, cơm điện của Nhật thì phải nói luôn là nó ngon, cơm nổi tiếng cả thế giới rồi, chứ không nói gì cả, không phải quảng cáo nhiều. Ok, chưa, con này chưa một lần cắm điện đó. Đây, hôm nay em cắm điện mới có một lần, cắm có một vết đi, nhìn chưa, chưa một lần cắm điện, được chưa. Mức giá báo cho bác rồi nhá, 5.900.000 chiếc nồi 1 lít này, còn đối với nồi 1.8 lít là 6.900.000. Nồi 1.8 lít hôm qua hết rồi, nhưng bác cứ lấy cứ đặt nhá, mai về thôi bác thông cảm nhá, đóng hàng nhiều quá, bây giờ phải đóng cho kịp đơn đi cho bác ấy. Liên tục nên là tiếng băng dính nó nghe nó khó chịu lắm, rất là khó chịu. Hẳn nào đóng cửa cái nào hẳn nào, và tại sao lại cũng như to nhá, nó rất là khó chịu đấy. Mà về những cái nồi đẹp như thế này không phải lúc nào về được nhiều đâu bác ơi, về nhiều đâu. Còn các bác mua thì các bác cứ để ý là em như em vừa giới thiệu đấy nhá, mua thì giới thiệu đấy, bởi vì là cái nồi này làm nhái rất là nhiều, làm nhái rất là nhiều, nên các bác cứ mua thì các bác cứ tham khảo cho rõ, hoặc là mua ở những kênh nào chuyên bán hàng bãi thì ok rồi. Thôi em chào các bác.